trường tiểu học Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội được thành lập năm 1992 với sự phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh học sinh. Trải qua 32 năm hình thành và phát triển, trường tiểu học Hồng Thái đã tạo nên một bề dày lịch sử rất đáng tự hào. Xin mời các bạn đến với trường tiểu học Hồng Thái của chúng tôi nhé! Tiểu học Hồng Thái, tự hào một mái trường. Trường tiểu học Hồng Thái với 32 năm ươm mầm, tầng tầng lớp lớp phù sa, nặng nghĩa thầy trò đã tô dệt nên truyền thống hiếu học của nhà trường. Để hôm nay, các thế hệ học sinh nhìn lại, thấy tự hào, xao xuyến về những chặng đường phát triển của một ngôi trường có bề dày đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi. Trường tiểu học Hồng Thái. 32 năm qua, biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo đã gắn bó cuộc đời mình tận tâm với những trang giáo án, kiên trì, sáng tạo trên bục giảng, cầm không biết bao bàn tay học trò đưa những nét chữ đầu tiên trong trang vở. Chính vì thế, có rất nhiều thế hệ phụ huynh, học sinh đã chọn nơi đây làm điểm tựa vững chắc, là bệ phóng bay cao, bay xa cho cuộc hành trình tri thức vươn đến thành công trên con đường học vấn. Các em học sinh chăm chỉ, rèn đức, luyện tài, tô đẹp thêm truyền thống của nhà trường. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn cũng phát triển. Chính vì những thành tích đó, nhà trường nhiều năm liên tục được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, đặc biệt năm học 2020-2021 và năm học 2022-2023. Trường được thành phố Hà Nội tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2023. Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi, các kỳ thi giao lưu học sinh tiêu biểu trong 5 năm học, từ năm 2018 đến năm 2023, nhà trường có 5 giải quốc gia của sân chơi toán học FMO, trong đó có 1 giải nhì, 4 giải khuyến khích, 34 giải cấp thành phố ở các sân chơi trạng nguyên tiếng Việt, 590 lượt học sinh giỏi ở cấp huyện, ở các hội thi và sân chơi. Các em luôn có ước mơ sau này lớn lên được góp công góp sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Dưới mái trường này luôn có một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên năng lực dồi dào, có tâm huyết với nghề. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Sự đoàn kết và gắn bó trong tập thể nhà trường đóng vai trò quan trọng trong công tác hoạt động dạy và học. Sức mạnh tập thể tạo nguồn động lực lớn để mỗi giáo viên luôn luôn cố gắng đem hết sức mình vào công tác giáo dục, dạy học cho các em học sinh. Với phương châm trang bị cho học sinh kỹ năng toàn diện hướng tới các giá trị tự lực, tôn trọng, đồng cảm, hoài bão, tỏa sáng, trường tiểu học Hồng Thái đã chú trọng vào các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, hướng đến dạy học tích cực, dạy học theo chủ đề, đổi mới trong công tác quản lý, nâng cao ý thức tự chủ, phát huy khả năng giảng dạy và công tác giáo dục toàn diện học sinh của giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng tổ chức cho các em tham gia hoạt động ngoại khóa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Khoảng thời gian 32 năm không phải là dài, cũng không phải là ngắn trong dòng chảy lịch sử giáo dục, nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời của mỗi người đã từng gắn bó với tuổi học sinh dưới mái trường này. Bởi ở đây, trong trái tim giáo viên cũng như học sinh đã có không ít những kỷ niệm buồn, vui, cảm nhận được những ngày tháng gian khổ và cả những đổi thay từng ngày dưới mái trường tiểu học Hồng Thái thân yêu này. Đối với các thầy cô giáo, dường như trong mỗi trang giáo án, những giờ lên lớp, vẫn còn đó những suy nghĩ trăn trở về những điều mà mình chưa làm được. Nhưng với lòng yêu nghề, có một niềm tin vào thế hệ tương lai cũng chính là động lực mạnh mẽ, thôi thúc mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường luôn luôn phấn đấu, quyết tâm, giữ vững và phát huy truyền thống xây dựng và trưởng thành để đạt được các mục tiêu đề ra, xây dựng trường trở thành trường tiểu học kiểu mẫu của ngành giáo dục. Trên suốt chặng đường trồng người, xây dựng và trưởng thành của những nhà sư phạm, lớp lớp thế hệ học sinh và những phụ huynh đã chung tay góp sức tạo dựng nên diện mạo một ngôi trường có tên tuổi, rất đỗi tự hào và tri ân nguồn cội. Tiếp tục dòng chảy đó,
hòa quyện truyền thống cùng sức mạnh hiện đại để đưa trường tiểu học Hồng Thái gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên những chặng đường mới. Hôm nay, trường tiểu học Hồng Thái đã trở thành một điểm sáng trong hệ thống giáo dục của huyện Phú Xuyên. Tại đây, mỗi học sinh không chỉ được rèn luyện về kiến thức mà còn được bồi dưỡng những giá trị đạo đức, kỹ năng cần thiết cho tương lai. Trường luôn đặt trọng tâm vào việc khơi dậy niềm đam mê học tập, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tư duy độc lập. Đội ngũ giáo viên tận tâm, có chuyên môn cao, luôn đồng hành cùng với học sinh trong mỗi bước đi, giúp các em tự tin, khám phá thế giới xung quanh và phát triển tối đa khả năng của mình. Không chỉ chú trọng vào chương trình chính khóa, trường tiểu học Hồng Thái còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, giúp học sinh phát triển trí tuệ lẫn thể chất. Các câu lạc bộ thể dục thể thao, khoa học là nơi các em được thỏa sức thể hiện tài năng và niềm đam mê của mình. Trải qua bao khó khăn thử thách, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự chăm lo ủng hộ tận tình của các bậc phụ huynh học sinh đã tạo nên khí thế đồng sức, đồng lòng với sức mạnh tổng hợp làm tiền đề để nhà trường từng bước đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mái trường khang trang, bề thế, sạch đẹp như ngày hôm nay. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất của trường tiểu học Hồng Thái đã được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, đạt chuẩn hệ thống khuôn viên cảnh quan sư phạm màu xanh, sạch đẹp và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Từng phòng học, thư viện với trang thiết bị đầy đủ tạo môi trường học tập thoải mái và an toàn cho học sinh. Trong xu thế giáo dục trải nghiệm hiện đại, các thầy cô đặc biệt chú trọng môi trường học tập kết nối, chủ động truyền cảm hứng, khuyến khích học sinh dám nói, dám hỏi, dám bày tỏ ý kiến cá nhân. Các con được thử sức trong vai trò lãnh đạo ở nhiều nhiệm vụ khác nhau, bước đầu có những định hướng nghề nghiệp làm nền tảng cho sự thành công sau này. Hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có những tiềm năng riêng, chương trình giáo dục bậc tiểu học của trường luôn hướng đến tạo môi trường học tập vui vẻ, hạnh phúc, khơi mở tiềm năng, kích thích tối đa giác quan và phát huy tính tò mò, ham khám phá nơi trẻ. Các con có cơ hội được đắm mình trong các hoạt động học tập, trải nghiệm các dự án cộng đồng. Các con bước đầu có năng lực nhận diện bản thân, tự chủ và tự học, khả năng giao tiếp và tương tác xã hội. Đây sẽ trở thành những nền tảng vững chắc, giúp cho trẻ có thể sẵn sàng hơn trong hành trình học tập trọn đời. Học mà chơi, chơi mà học trở thành phong cách tiếp thu kiến thức độc đáo, biến cuộc dạo chơi trở thành những dự án học tập thú vị, gắn liền với cuộc sống trong mỗi giờ học. Thời gian ở trường của các con luôn sống trong mọi bối cảnh. Thầy cô sẵn sàng mở tung 4 bức tường trong lớp học để mang thế giới bên ngoài vào bài học một cách tự nhiên nhất, khơi mở những ham muốn tìm tòi và khao khát sáng tạo của học sinh. Giáo viên tổ chức nhiều chuyên đề hay, thực tế giúp thầy cô được truyền lửa, yêu nghề, sự tâm huyết trong giảng dạy để hành trình làm giáo viên luôn sáng tạo, không bao giờ trở thành lối mòn. Tập thể nhà trường cùng nhau theo đuổi một tầm nhìn, mang tinh hoa giáo dục hiện đại đến với học sinh. Nhìn lại hành trình phát triển của nhà trường, thầy cô tự hào về những dấu ấn mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tài năng và tâm huyết, các thế hệ học sinh ham học, các bậc cha mẹ học sinh tin yêu đã cùng nhau tạo dựng nên. Vẫn biết, giáo dục là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ và thầy trò vẫn đang viết tiếp sứ mệnh của mình trở thành môi trường học tập hiện đại, an toàn, hạnh phúc, truyền cảm hứng, nơi mà mọi đứa trẻ đều mong muốn đến trường, một thế hệ biết mình là ai, muốn gì và trở thành ai trong tương lai để cùng ghi tên mình một cách ấn tượng trên bản đồ giáo dục của thủ đô. Những bước đi của năm học 2024-2025 đã và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng hành của cha mẹ, các con học sinh của mỗi vị trí trong ngôi nhà chung Hồng Thái trở thành mảnh ghép quan trọng đưa nhà trường viết tiếp sứ mệnh của mình. Nhà trường đang xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, nối tiếp những truyền thống giảng dạy, thầy giỏi, học trò tốt, hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai. Nhà trường đã có ca khúc ca ngợi về mái trường tiểu học Hồng Thái và đã đạt giải nhất cấp huyện, mở đầu cho năm học mới. Làm giàu thêm trường ấm quê hương.